Chào các em, bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập nâng cao về khối đa diện. Trước hết thì thầy sẽ nhắc lại những cái kiến thức, những công thức liên quan ở trong phần này. Và sau đó thì chúng ta sẽ khai thác một số cái chủ đề có thể là phát triển được từ những cái kiến thức cơ bản. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ luyện tập với một số ví dụ. Trong chuyên đề này thì các em cần quan tâm đến cái cách mà chúng ta phân chia một khối đa diện thành các cái khối đa diện như là khối chóp hay là khối năng trục. Thì những cái nội dung đó thì nó không khó lắm. Rồi kể thứ hai là các em cần phải nắm được các cái công thức tính thể tích của các khối như là khối chóp, khối năng trụ, và chúng ta cũng cần biết cách phân chia những cái khối đa diện về hai cái dạng khối cơ bản là năng trụ và chóp. Và chúng ta cũng cần quan tâm đến các cái phương pháp gián tiếp để tính thể tích. Có thể là chúng ta sẽ sử dụng về tỷ số về thể tích, hoặc là chúng ta sử dụng về bộ đề thể tích. Trước hết thì chúng ta phải nhắc lại về khái niệm về thể tích của khối chóp. Chúng ta thấy rằng thể tích của khối chóp thì bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao, trong đó S là diện tích đáy. Còn H là chiều cao. Thì thứ hai là chúng ta quan tâm đến thể tích của khối năng trụ. Chúng ta thấy rằng là thể tích khối năng trụ thì bằng diện tích nhân với chiều cao. Vậy là S này là diện tích đáy. Và H là chiều cao. Ý thứ ba thì chúng ta chú ý cho thầy một số cái khái niệm. Những cái khái niệm mà chúng ta rất hay dễ bị nhầm lẫn đó là hình chóp đều là gì? Thì các em chú ý rằng hình chóp đều thì là có đáy là đa giác đều. Và cái điều thứ hai đó là hình chiếu của đỉnh thì trùng với tâm đáy. Và chúng ta chú ý ở đây là hình chóp đều thì có các cạnh bên bằng nhau. Và cạnh bên thì chưa chắc đã bằng cạnh đáy. Chúng ta cần lưu ý đến điều này bởi vì là khi chúng ta học về những cái hình ở trong mặt phẳng như là vuông, tam giác đều, đa giác đều thì thường là chúng ta hay quen là gì, các cạnh bằng nhau.
Tuy nhiên với hình chóp đều thì các em chú ý rằng là đáy là đa giác đều, tức là các cạnh đáy là bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau, còn cạnh bên thì chưa chắc đã bằng cạnh đáy. Chúng ta cũng chú ý cho thầy điều nữa, đó là hình chóp tam giác đều thì hình chóp tam giác đều thì đó là hình chóp đều, và chúng ta chú ý rằng là cái từ tam giác này nó làm rõ nghĩa hơn cái loại hình chóp đó, còn tính chất của nó là đều. Và khái niệm này nó khác với khái niệm là hình chóp có đáy là tam giác đều. Hình chóp tam giác đều thì khen chú ý cho thầy đây là hình chóp đều và nó khác với hình chóp có đáy là tam giác đều. Hình chóp có đáy là tam giác đều. Các em cần phải phân biệt được các cái khái niệm để chúng ta sẽ tránh được những cái sai lầm khi chúng ta gặp đề. Một điều thứ ba là các em chỉ cho thầy là hình chóp tứ giác đều. Hình chóp tứ giác đều thì các em lưu ý cho thầy là cái từ tứ giác này ấy, nó nằm rõ nghĩa hơn cái loại hình chóp đó. Ví dụ như là chúng ta trong thực tế thì chúng ta có những cái câu như là bông hoa màu vàng đẹp, thì cái từ màu vàng này nó làm rõ hơn bộ nghĩa cho cái từ bông hoa và tính chất của nó là đẹp. Thì ở đây thì cái từ tứ giác này nó làm rõ nghĩa thêm cái dạng hình chóp và tính chất của nó là đẹp. Tuy nhiên thì khi chúng ta làm bài thì chúng ta thường có một băn khoăn là không biết tứ giác đều nó có phải là dựa trên các góc bằng nhau hay là các cạnh bằng nhau, nên là có thể chúng ta sẽ phân vân tứ giác đều không biết có phải là hình thoi không hay là hình chữ nhật có phải là tứ giác đều không. Thì các em chú ý rằng là tứ giác đều ở đây đó là hình vuông. Như vậy thì thứ nhất đó, đáy là hình vuông. Và hình chiếu của đỉnh là trùng với tâm đáy. Và các em chú ý là hình chóp tứ giác đều thì đây chính là hình chóp đều. Ý thứ tư là chúng ta quan tâm về khái niệm là lăng trụ đều. Lăng trụ đều là gì? Thì chúng ta chỉ cần lăng trụ đều thì trước hết nó là lăng trụ đứng. Lăng trụ đứng có nghĩa là gì? Cái cạnh bên thì vuông góc với đáy. Và điều thứ hai là đáy là đa giác đều. Tương tự với hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều thì chúng ta có những khái niệm là lăng trụ tam giác đều. Thì các em chỉ rằng là nó khác với lăng trụ có đáy là tam giác đều. Khác lăng trụ có đáy là tam giác đều. Các em chỉ rằng là với lăng trụ tam giác đều thì đó là lăng trụ đều. Đây là lăng trụ đều, tức là nó là lăng trụ đứng có cạnh bên vuông góc với mặt đáy và đáy là tam giác đều.
Còn năng lượng có đáy là tam giác đều thì nó chỉ có đáy là tam giác đều thôi, còn nó chưa chắc là năng lượng đúng. Tương tự thì chúng ta có khái niệm là năng trụ tứ giác đều. Năng trụ tứ giác đều thì các em chỉ rằng là đây là năng trụ đều và tứ giác đều thì đó là hình vuông. Như vậy thì nó có đáy là hình vuông, đáy là hình vuông và hình chiếu của đỉnh thầy xin lỗi là và lăng trụ đứng và là lăng trụ đứng, tức là cạnh bên thì vuông góc với đáy, tức là cạnh bên thì vuông góc với đáy. Đây là một vài cái chú ý về khái niệm hình chóp lăng trụ. Các em cần phải phân biệt rõ và chúng ta phải hiểu rõ những khái niệm này để khi chúng ta làm bài thì chúng ta sẽ tránh được các cái sai lầm. Một điều thứ ba chúng ta phải quan tâm đó là một vài cái cách cách tính gián tiếp về thể tích, hay là chúng ta chỉ là về phương pháp để chúng ta có những cái kiến thức sau đây. Một là khi mà chúng ta có hai kỳ khối chóp hoặc là hai khối lăng trụ mà có chung đáy thì tỷ số về thể tích cũng là tỷ số về chiều cao. Nếu hai khối chóp hoặc là lăng trụ mà có cùng diện tích đáy còn nếu hai khối chóp nếu như hai khối chóp hoặc là lăng trụ mà có cùng chiều cao thì chúng ta sẽ có là V1 trên V2 thì bằng F1 trên F2, tức là khi đó tỷ số về thể tích là tỷ số về diện tích đáy. Chúng ta chú ý thấy một cái kiến thức thứ ba, cái này được gọi là bộ đề thể tích. Đó là khi chúng ta có hình chóp FABC ở đây chúng ta có các cái điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy. Thì chúng ta có được tỷ số sau đây: tỷ số về thể tích FA phẩy, B phẩy, C phẩy trên cho VFABC thì bằng FA phẩy trên FA nhân FB phẩy trên FB và nhân FC phẩy trên FC. Tuy nhiên là các em cần chú ý rằng là cái tỷ số này nếu chúng ta phát biểu tương tự cho tứ giác thì không đúng. Thì các em cần chú ý là đối với hình chóp tứ giác FABCD, tức là chúng ta có cái hình chóp sau đây, FABCD. Và nếu như ở đây chúng ta lấy các cái điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy
thì các em chú ý cho thầy là cái tỉ số thể tích S A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy trên V S A B C D, nói chung là nó khác với S A phẩy trên S A nhân S B phẩy trên S B nhân S C phẩy trên S C và nhân S D phẩy trên S D. Chúng ta chỉ cần là cái tỉ số này không bằng, nói chung là không bằng. Bây giờ thì chúng ta sẽ xét một số ví dụ. Ví dụ một là chúng ta hãy phân chia khối hộp A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy thành 5 khối chóp. Hãy phân chia cái khối hộp A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy thành 5 khối chóp. Thì giả sử chúng ta có một khối hộp như sau. Ở đây thì chúng ta cần chú ý cho thầy là khối hộp, tức là các mặt của nó là hình bình hành. Còn khối hộp chữ nhật thì các mặt của nó mới là hình chữ nhật. Và khối lập phương thì các mặt mới là hình vuông. Và giả sử chúng ta có khối hộp sau đây A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy, thì chúng ta có thể phân chia khối hộp này thành 5 khối chóp tam giác. Để thầy xem kỹ cho thầy là khối chóp tam giác. Hoặc là chúng ta có thể đặt ra vấn đề là chia thành các cái khối tứ diện cũng được. Thì chúng ta có một cách chia như sau. Thầy nối AB phẩy, AD phẩy. Rồi, thầy nối AC đây. Nối B phẩy C như vậy thì bằng cách nối trên thì chúng ta có là 5 cái khối chóp tam giác và là A phẩy, B phẩy, D phẩy. Khối thứ hai đó là C, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Khối thứ ba đó là B phẩy, A, B, C. Khối thứ tư đó là D phẩy, A, D, C. Và khối thứ năm đó là A, C, D phẩy, B phẩy. Bây giờ chúng ta sẽ khai thác thêm một chút là cái thể tích của năm khối này có quan hệ gì với thể tích của khối hộp. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà thể tích khối hộp là V, thể tích khối hộp A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy là V, thì chúng ta thấy là thể tích của cái khối chóp A phẩy, B phẩy, D phẩy này thì nó được tính bằng cách là chúng ta lấy 1/3 chiều cao nhân với diện tích đáy. Nhưng mà diện tích tam giác này thì nó bằng một nửa diện tích của đáy là hình bình hành. Nên chúng ta có được là thể tích của khối chóp này bằng 1/6 thể tích của khối hộp. Và tương tự thì chúng ta có được thể tích của khối chóp C, B phẩy, D phẩy, C phẩy 1/6, D phẩy, D, A, C 1/6 và B phẩy, A, B, C cùng bằng 1/6. Và như vậy thì chúng ta có được kết quả sau đây: thể tích của A phẩy, B phẩy, D phẩy thì bằng thể tích của C, B
B', C' bằng thể tích của B', A, BC bằng thể tích của D', A, BC và bằng 1/6V. Và khi bốn khối này có thể tích là 1/6V, vậy thì tổng thể tích của chúng sẽ là 4/6, tức là 2/3V. Vậy thì chúng ta có thể tích của A, C, D', B' thì chính là bằng 1/3V. Như vậy là bằng cách khai thác này thì chúng ta có được những cái kết quả này. Và những cái kết quả này thì nó có giúp ta gì trong việc giải các bài toán trắc nghiệm không? Thì các em có thể thấy rất là rõ đó là nếu chúng ta biết thể tích khối một thì chúng ta nhớ công thức này thì chúng ta có thể tính ngay được thể tích của các hình khối cho. Và dựa trên kỹ này người ta cũng có thể là đặt ra nhiều bài toán khác nhau. Đây lấy một ví dụ như sau. Ví dụ như chúng ta sẽ có một cái câu trắc nghiệm như thế này. Câu 1. Cho khối một chữ nhật A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Có AB thì bằng 2, AD thì bằng 3 và AA phẩy thì bằng 4. Người ta hỏi là thể tích của khối chóp A, A phẩy, B phẩy, D phẩy là bao nhiêu? Thì người ta phải đưa ra một cái đáp án đúng và có những cái phương án về hiểu. Thì khi chúng ta làm trắc nghiệm thì kem chỉ rằng là dựa trên cái kết quả ở trên thì chúng ta có là thể tích của A, A phẩy, B phẩy, D phẩy thì nó chính là 1/6 thể tích của khối hộp. Mà thể tích của khối hộp thì chính là bằng tích của ba kích thước, tức là 2 × 3 × 4. Vậy thì chúng ta có được là 4 đơn vị thể tích. Chúng ta thì có một cái câu trắc nghiệm sau đây, đó là cho khối hộp chữ nhật A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Có AB bằng 2, AD bằng 3, AA phẩy bằng 4. Hỏi thể tích của khối chóp A, C, B phẩy, D phẩy là. Thì ở đây chúng ta thấy là khi chúng ta có cái kiến thức này, nếu người ta ra bài này thì trong cái phần trắc nghiệm thì chúng ta thể tính ngay được là gì? Thể tích của A, C, B phẩy, D phẩy thì sẽ bằng 1/3 thể tích của khối hộp. Mà thể tích của khối hộp thì bằng tích của các kích thước. Và như vậy thì chúng ta có được là 8 đơn vị thể tích. Và các em thấy rằng là nếu chúng ta nắm được những cái kiến thức này thì chúng ta thể giải quyết những cái câu này trong vòng mấy giây thôi. Hay là người ta có thể đưa ra cho các em một cái câu thứ ba như thế này, tức là cho khối hộp chữ nhật A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Biết thể tích của A, C, B phẩy, D phẩy là bằng 10 cm khối. Hãy tính V khối hộp. Thì chúng ta sử dụng cái công thức này thì chúng ta có thể có ngay được cái kết quả là gì? V khối hộp thì sẽ bằng gì?
ba lần thể tích của ACB7D7, và như vậy chúng ta có thể nhận ngay được kết quả là 30 cm khối. Và như vậy thì cái mà thầy vừa nói với các em thì nhằm mục đích gì? Chúng ta cần chú ý rằng là khi chúng ta học thì chúng ta cần học những cái căn bản, và những cái căn bản này thì nó sẽ cho chúng ta những cái kiến thức, và chúng ta không được xem thường những kiến thức này, bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta có được những cái kiến thức này thì chúng ta có thể giải quyết được rất là nhanh các cái bài toán về về thể tích. Hay là chúng ta có một cái câu từ tư như sau, tức là cho khối tứ diện đều, tứ diện gần đều ABCD, thì khối tứ diện gần đều tức là khối tứ diện mà có các cặp cạnh đối là bằng nhau, AD bằng BC bằng D và CD thì bằng AC thì bằng BD bằng C. Yêu cầu là hãy tính thể tích của ABCD. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta có một cái khối tứ diện gần đều thì chúng ta luôn nối tiếp được nó trong một cái hình hộp chữ nhật. Vậy thì cái hình hộp chữ nhật mà chứa cái khối tứ diện đều này, gần đều này, thì chúng ta sẽ tính được thể tích của nó. Và khi biết được thể tích của nó thì chúng ta cần dùng cái mối quan hệ giữa thể tích của khối tứ diện và khối hộp thì chúng ta sẽ có ngay được thể tích của khối tứ diện. Đây A, C, B, D. Thầy gọi đây là A phẩy, đây là D phẩy, đây là B phẩy và đây là C phẩy. Thì chúng ta dừng cái hình hộp. Chúng ta dừng bằng cách nào? Tức là qua phân biệt của AC chúng ta sẽ dừng D phẩy song song và bằng BD. Như vậy thì chúng ta phải có được là đây là một hình bình hành. Nhưng mà hình bình hành này có điều đặc biệt là AC thì bằng BD mà BD lại bằng D phẩy, nên là hình bình hành này có hai hình giải vuông góc, cho đó là nó là hình chữ nhật. Vậy thì chúng ta sẽ được cái khối hộp này là khối hộp chữ nhật. Và như vậy thì để tính được thể tích của cái khối tứ diện này thì chúng ta cần phải tính được thể tích của khối hộp chữ nhật. Thì ở đây thầy gọi chúng ta có là AB, ở đây là A, rồi AC là C và AD là B. Như vậy chúng ta gọi cái cạnh này là XYZ. Rồi chúng ta phải gọi ở đây cái này đây là Z. Rồi cái này đây là X. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là X bình cầu Y bình thì phải bằng C bình phương. X bình cầu Y bình là bằng C bình phương. Rồi X bình cầu Z bình phải là bằng B bình phương, và Y bình cầu với Z bình là bằng A bình phương. Phải nhắc lại là chúng ta muốn tính được thể tích của khối hộp chữ nhật này thì chúng ta cần phải tính được độ dày cạnh của nó, và chúng ta sử dụng Pythagore để xác định được cái mối liên hệ giữa độ dày cạnh. Còn muốn tìm XYZ trong trường hợp này thì chúng ta sẽ cộng vế theo vế, thì các em sẽ được là 2 lần X bình cộng Y bình cộng Z bình thì bằng tổng cái này. Vậy thì cái này sẽ bằng 1 phần 2 A bình cộng với B bình cộng với C bình. Và
chúng ta thể trừ vế theo vế, trừ vế theo vế 4 cho 1 2 3 thì chúng ta sẽ có được điều gì? Chúng ta sẽ có là x bình sẽ bằng 1/2 của trừ a bình cộng b bình cộng c bình. Y bình thì bằng 1/2 của a bình trừ b bình cộng c bình. Và z bình thì bằng 1/2 của a bình cộng b bình trừ c bình. Và như vậy thì chúng ta có được thể tích của khối bột thì bằng x y z. Mà x y z thì sẽ bằng là 1/2 căn 2 căn của ba cái này, tức là trừ a bình cộng b bình cộng c bình nhân với a bình trừ b bình cộng c bình nhân với a bình cộng b bình trừ c bình. Và thể tích của cái khối tứ diện ABCD thì nó bằng 1/3 thể tích của khối bột và bằng 1/6 căn 2 căn của trừ a bình cộng b bình cộng c bình nhân a bình trừ b bình cộng c bình và nhân với a bình cộng b bình trừ c bình. Thì các em sẽ thấy rằng là khi chúng ta nắm bắt được ý tưởng này thì cái việc tính thể tích này chúng ta sẽ tính được khá là nhanh chóng. Còn nếu không thì chúng ta lại đi theo hướng như là xác định đường cao để chúng ta đi những cái hướng đó sẽ rất là vất vả. Chúng ta sẽ sang một ví dụ thứ hai là chúng ta hãy tính thể tích của cái khối như thế này và được kích thước thì được cho như hình vẽ. Ở đây khi quan sát cái khối này thì các em thấy rằng đây cũng không phải là một cái khối lăng trụ, cũng không phải là một cái khối tròn. Và như vậy thì đòi hỏi chúng ta phải biết cách phân chia để đưa về được các cái khối cơ bản. Thì có một cái cách phân chia là như sau. Ở đây thì chúng ta phải chia thế này. Và các em để ý rằng là bằng cách chia này thì chúng ta thể hình dung đây chính là hai cái khối bột chữ nhật. Chúng ta phải nhìn nó như là hai cái khối bột chữ nhật để được đặt ở cái vị trí như thế này. Như vậy thì thể tích của cái khối này á, thì chính là bằng khối bột 1 cộng với thể tích của khối bột 2. Mà thể tích của khối bột 1 thì đó là gì? Chúng ta chú ý rằng là khối bột 1 này là khối bột chữ nhật và có các cái kích thước là 4, 6, 15. Như vậy thì nó bằng 4 × 6 × 15. Còn thể tích của cái khối bên này thì chúng ta thấy một chiều này là 14, chiều này là 4 và chiều này là 7. Như vậy là tổng với 14 × 4 × 7. Vậy chúng ta được gì? Đây là 15 × 4 = 60 × 6 = 360. Còn ở đây thì chúng ta có là 14 × 4 = 56, 56 × 7 thì 7642 nhớ 4357 là 35 nhớ 4 là 39. Như vậy là chúng ta được 392. Đây là chúng ta được kết quả là 752 cm. Thì ví dụ này thầy đưa ra nhằm mục đích giúp các em chú ý rằng là khi chúng ta chưa có một cái khối quen thuộc như là khối chóp, khối lăng trụ thì chúng ta phải phân chia. Do đó là trong cái chương này một cái kỹ năng mà chúng ta cũng cần quan tâm là kỹ năng phân chia một cái khối đa diện thành các cái khối đa diện quen thuộc và đạt có công thức thể tích như là khối chóp và khối lăng trụ. Chúng ta sẽ sang một ví dụ thứ ba là chúng ta có một khối đa diện như thế này. Ở đây thì chúng ta chú ý rằng là cái bề mặt này là một cái tam giác cân, tam giác cân kích thước này là 10, còn cạnh này là 15 và đáy là một cái
chữ nhật. Và yêu cầu là hãy tính thể tích. Tính thể tích. À, của khối đa diện sau đây. À, thì ở đây chúng ta, chúng ta muốn tính được thể tích của khối đa diện này thì chúng ta phải nhận ra được là nó là thuộc cái dạng cơ bản nào mà đã có công thức. Thì chúng ta thấy như thế này, chúng ta cái cách đặt của họ như thế này làm cho chúng ta thấy hơi lạ. Nhưng nếu như chúng ta xoay lên thì chúng ta thấy rằng thực ra thì đây chính là một cái lăng trụ. Và như vậy thì thể tích của cái khối lăng trụ này thì bằng gì? Bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao. Mà diện tích đáy ở đây thì nếu chúng ta đặt đây là điểm A, B, C thì đây là H, thì diện tích đáy thì chính là bằng 1/2 của AH nhân với BC và nhân với chiều cao là 10. Đây là chúng ta gọi là chiều cao BD đi. Vậy chúng ta phải được kết quả là 1/6 này. AH thì chính là căn bậc 2 của 12 bình phương trừ cho là 15/2 tất cả bình phương. Còn BC thì là 15, còn BD là 10. Vậy chúng ta sẽ được kết quả là 1/6. Ở đây thì thầy sẽ nhân 2 vào đây luôn, thì chúng ta trong căn thì chúng ta nhân với 4 nên là ở đây thể thành là 24 bình phương trừ cho 15 bình phương và nhân 15 nhân 5. Vậy chúng ta được kết quả là gì? Trong này là 24 bình trừ 15 bình, như vậy là bằng A trừ B nhân A cộng B. Vậy thì chúng ta được là 9 nhân với 39. Còn 15 nhân 5 là 75. Còn căn bậc 2 của 9 thì chúng ta biết rằng là bằng 3. Như vậy đây thì dẫn ước cho 3 thì phải có 75/2 căn 39 đơn vị. Chúng ta xét sang ví dụ thứ tư là tính thể tích của cái khối được cho bởi hình sau. Ở đây thì chúng ta có một cái khối như hình thể. Chúng ta thì là các cái góc này là vuông, đây là vuông, đáy là hình chữ nhật. Để tính được thể tích của khối này thì đòi hỏi các em phải xác định được là nó được cấu thành từ những cái khối cơ bản nào. Thì các em có thể thấy rằng là chúng ta thì hình dung cái khối này nó như là cái sự ghép của hai khối, một là cái khối lăng trụ và thứ hai là cái khối hộp chữ nhật. Và như vậy thì thể tích của cái khối mà chúng ta cần tính này thì nó sẽ bằng khối lăng trụ, thể tích của khối lăng trụ cộng với thể tích của khối hộp. Với cái cách phân tích trên thì chúng ta sẽ có được thể tích của khối đa diện này chỉ bằng thể tích của khối lăng trụ cộng với thể tích. Mà thể tích của khối lăng trụ thì bằng gì? Bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Và ở đây chúng ta phải xem là đáy là một tam giác có đường cao 8 và cạnh đáy là 12. Như vậy là diện tích đáy là 8 × 12 rồi nhân với chiều cao. Chiều cao đây là 25. Còn thể tích của khối hộp mà có kích thước 12, 25, 18 thì sẽ bằng là 12 nhân với 25 nhân 18.
Ở đây chúng ta chỉ cho thấy là diện tích tam giác nên chúng ta phải nhân thêm 1/2 nữa. Vậy thì chúng ta sẽ được điều gì? Chúng ta sẽ có đây là 12 nhân với 25 chung. Vậy trong này còn lại là 4 cộng với 18. Nhưng mà 12 nhân với 25 thì chúng ta thể tách thành là 3 nhân 4 nhân với 25, 4 nhân 25 là 100. Còn như vậy 3 nhân với 100 thì được 300, và 300 này nhân với 22, vậy thì chúng ta sẽ được là 6600 mét khối. Vậy thì qua bài này thì các em cần chú ý rằng là chúng ta cần phải biết cách phân chia một cái khối đa diện thành các cái khối đa diện cơ bản, tức là những cái khối đa diện mà chúng ta đã có được cái công thức thể tích. Và bài học đến đây là hết, và thầy chúc các em thành công. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt, và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 Trung học Phổ thông nhé!